Dũng! Dũng! À, Toàn à? Mày đi đâu ấy? Tao chưa đến giờ làm, mọi người ngồi nói chuyện chút đi. Đi. Tao đang định đi xin việc đây. Mất mấy tháng nay thất nghiệp, chán lắm. Thế trước tao tưởng mày làm ở công ty gì ngon lắm cơ mà. Thì cũng được. Nhưng mà làm một thời gian thì tao chán rồi bỏ. Nhìn ngoài công ty ấy ngon ăn lắm, nhưng mà vào làm rồi mới thấy nhiều bất cập. Thế giờ mày định xin việc ở đâu? Tao đang định xin vào cái tập đoàn Destino. Destino á? Đúng chỗ tao đang làm luôn đấy. Mày làm đấy á? Tao làm ở Destino được 2 năm rồi. Giờ mới leo lên chức thư ký của chủ tịch cái này. Thư ký á? Theo tao được biết thì chức thư ký thường là con gái. Hay là mày... Không. Vì tính chất công việc ở tập đoàn chuyên về công nghệ và phần mềm nên tao mới phải làm thư ký chứ. Hay là mày nộp hồ sơ giúp tao nhá. Giúp sao được. Hồ sơ ấy thì bên phòng nhân sự người ta xét duyệt rồi phỏng vấn, chứ tao có can thiệp được gì đâu. Mày cứ giúp tao đi. Đằng nào mày cũng là người có chức có quyền cho công ty. Kiểu gì mấy ông nhân sự chả nể mặt. Cố gắng giúp tao đi. Thôi được rồi, mày đưa hồ sơ đây. Chiều tao nộp cho. Ok. Còn được hay không ấy thì tao không biết đâu. Chỉ cần mày đồng ý giúp là được rồi. Thế thôi, tao đi làm rồi nhá. Đi nhá. Ngồi đây nhá. Tiền nước của mày có như tao mời. Ok. Dạ thưa anh, đây là báo cáo kết quả kinh doanh quý vừa rồi ạ. Sau tình hình chung thì tốt, mà riêng mảng công nghệ phần mềm lại sụt giảm mấy tháng nay thế này em. Dạ thưa anh, là do anh Nam bên phòng công nghệ phần mềm nghỉ việc mấy tháng nay mà chưa tìm được người thay thế, nên công việc tạm thời không được ổn định anh ạ. Vậy sao còn không mau chóng tìm kiếm nhân sự thay thế hoặc bổ nhiệm mới vị trí trưởng phòng? Dạ thưa anh, bên phòng nhân sự cũng đã tìm kiếm, nhưng bên đó báo là đợt này tuyển dụng rất khó khăn, cho nên vẫn chưa tìm được người anh ạ. Dạ thưa anh, em có một người anh em quen biết có đầy đủ năng lực và cũng đang mong muốn tìm kiếm một vị trí trong công ty của mình ạ. Vậy em bảo cậu ấy gửi hồ sơ qua đây, anh sẽ trực tiếp xem qua. Dạ vâng ạ, em xin phép. Dạ thưa anh, đây là hồ sơ, mời anh xem qua. Anh xem qua hồ sơ năng lực của bạn này, mọi thứ đều rất tốt, có đầy đủ các chứng chỉ, mà kinh nghiệm đi làm cũng rất nhiều. Thế nên anh quyết định sẽ nhận bạn này luôn. Bắt đầu từ ngày mai có thể đi làm,
vào vị trí trưởng phòng. Em thông báo cho bạn ấy và các bạn ở trong phòng công nghệ phần mềm nhé. Dạ, thật không ạ? Anh không cần gặp trực tiếp ạ? Không cần đâu, người này anh đã biết trước đó rồi. Dạ, em sẽ đi thông báo ngay, em xin phép ạ. Alo, Dũng à, báo cho mày một tin vui nhá. Tao vừa đề xuất với sếp tao về việc cho mày vào làm công ty tao. Sếp vừa xem qua hồ sơ, đã đồng ý luôn rồi đấy. Lại còn cho mày làm trưởng phòng cơ. Thế á, có thật không đây? Thật 100%, thứ hai đi làm luôn nhá. Ok, ngon rồi. Mà này, thế không phải phỏng vấn phòng phùng gì à? Không cần đâu, sếp tao bảo biết mày từ trước rồi. Biết trước sao? À, chắc hồi làm bên công ty cũ, tao cũng nổi tiếng phết. Thì có khi ông sếp mày để ý tao từ trước, lôi kéo về công ty cũng nên. Ừ, chắc thế đấy. Thôi tao vào làm đã nhá. Ok, cảm ơn mày nhá. Hôm nào có lương, anh em mình đi nhậu. Rồi, ok. Dạ thưa anh, đợt ra mắt sản phẩm công nghệ cao này em chỉ mời các đối tác quan trọng, còn cái nhà báo hoàn toàn không biết thông tin gì ạ. Tốt, đây là những sản phẩm cực kỳ tâm huyết của tập đoàn chúng ta, cho nên chưa thể công khai rộng rãi được. Khi nào khách hàng chốt được đơn hàng, lúc ấy chúng ta mới công bố. Đồng thời triển khai hệ thống dây chuyền công nghiệp sản xuất hàng loạt, phục vụ chủ yếu cho khách nước ngoài và khách trong nước nếu họ có nhu cầu em nhé. Dạ vâng ạ. À anh ơi, vì lý do bảo mật nên tại các khu trưng bày có lắp đặt hệ thống cửa từ và nhân viên trông coi, vậy nên phải có thẻ từ mới ra vào được anh ạ. Sao lại là thẻ nhân viên? Dạ em xin lỗi anh ạ, do sơ suất của em nên tối hôm qua em mới đặt in được, vậy nên chỉ in được một mẫu mà chưa in theo chức vụ được anh ạ. Thôi được rồi, không sao đâu, cũng không quan trọng mà. Dạ vâng ạ, em sẽ rút kinh nghiệm để không xảy ra trường hợp tương tự nữa. Được rồi. À mà cậu chuẩn bị đầy đủ hồ sơ năng lực và thông tin về sản phẩm chưa? Dạ vâng, em chuẩn bị hết rồi ạ. À anh ơi, em để quên ở phòng rồi ạ, để em về lấy cho anh nhá. Thế cậu đi nhanh đi, tôi đợi cậu ở thang máy. Dạ vâng ạ. Từ giờ mình đã trở thành trưởng phòng của một tập đoàn lớn rồi. Có khi phải thay đổi phong thái, cách nói chuyện, xưng hô mới ra dáng được. Tôi xin lỗi. Dũng. Dũng này, lâu rồi không gặp. Hôm nay bạn Dũng đi làm à? Này, tao đi đâu ấy là việc của tao nhá, không liên quan đến mày, ok? Tôi ở thăm ông bạn tí thôi mà. Này, không cần nhá. Mà mày đừng có mà mở mồm ra một câu ông bạn, hai câu ông bạn. Mày vẫn gọi tao là bạn, mày nghĩ mày vẫn còn tư cách đó à? Ông nói gì tôi không hiểu. Chẳng phải trước giờ tôi với ông vẫn chơi với nhau sao? Xong rồi đột nhiên ông lại không chơi với tôi nữa. Nhưng mà tôi lúc nào cũng coi ông là bạn. Mày không biết thật hay mày giả vờ ngây thơ đấy? Là sao?
Mày nói xem, chuyện như vậy thì ta với mày còn có thể làm bạn được nữa không? Mọi chuyện không phải như vậy đâu. Tôi với Lan hoàn toàn không có gì. Đừng có mà bao biện. Mày nghĩ tao là con nít à mà tin những lời đó? Phản bội tao, chắc chúng mày sống hạnh phúc lắm nhỉ? Ông nhầm rồi. Tôi không hề có tình cảm với Lan. Tôi với Lan cũng không hề đến với nhau như ông đang nghĩ. Tôi biết Lan là người yêu của ông, cho nên tôi luôn giữ khoảng cách mà. Tôi nghe nói bây giờ Lan đang định cư ở nước ngoài rồi. Thôi đừng nhiều lời. Tao thề tao sẽ không bao giờ tin những lời gì của mày nữa. À, mà mày đang làm gì ở công ty tao vậy? Cái gì? Tưởng thế nào? Hóa ra mày chỉ là thằng nhân viên ở đây à? À tôi... Đáng đời. Cái loại người như mày ấy suốt đời chỉ là thằng nhân viên quèn thôi. Nhân viên quèn hay chức vụ gì cũng được mà. Tôi thấy đâu có quan trọng. Miễn sao chúng ta sống thấy vui vẻ là được. Hay. Hay. Đúng là triết lý của mấy thằng nhà nghèo mà. Đã nghèo lại còn sĩ diện. Tôi có như thế nào thì ông cũng không được quyền sỉ nhục tôi. Cái gì? Không có quyền á? Tao cứ thích sỉ nhục mày đấy. Thì sao? Mày làm gì được tao? Ngày xưa mày làm khổ tao như thế nào thì bây giờ tao bắt mày đền lại tao gấp 10 lần. Ấy. Ông ấy quá đáng rồi đấy. Tao cứ thích quá đáng đấy. Thì sao? Mà tao nói cho mày biết, như thế này ấy thì chưa là gì đâu. Tao mới được bổ nhiệm làm chức trưởng phòng ở cái tập đoàn này. Những cái thằng nhân viên què như mày ấy, dăm ba bữa tao đuổi việc ngay. Ông dám đuổi việc tôi? Có cái gì mà thằng Dũng này nó không dám làm chứ. Mày cứ chờ đấy, có nhiều điều nó đợi mày ở phía trước. Chủ tịch, anh có làm sao không ạ? Anh không sao. Cái gì? Chủ tịch á? Đây là thằng nhân viên quen mà. Đây là thẻ nhân viên của nó mà. Đây là chủ tịch của tập đoàn Destino. Cái thẻ nhân viên này chỉ là hiểu nhầm thôi. Không, không thể nào được. Thằng này không thể là chủ tịch của tập đoàn Destino được. Bất ngờ lắm à? Toàn, đuổi việc cậu này ngay cho tôi. Dạ vâng ạ. Cái gì? Sao lại đuổi việc? Tôi còn chưa đi làm cơ mà. Sao lại vô lý thế được? Có gì mà vô lý chứ. Cũng may là ông chưa đi làm. Chứ ông mà đi làm rồi thì ông phá hỏng hết cái tập đoàn này à? Nhưng mà sao có thể đuổi việc tôi được chứ? Ông coi thường nhân viên. Có những lời nói và hành động xúc phạm người khác. Thử hỏi xem, một người có nhân phẩm và đạo đức như vậy có làm việc ở đây được không? Tôi xin lỗi. Ông cho tôi một cơ hội nữa được không? Cơ hội à? Ông có biết lúc tôi xem hồ sơ và nhận ra đó là ông, tôi đã rất vui vẻ và cho ông một cơ hội. Thăng chức cho ông làm trưởng phòng luôn. Những tưởng ông sẽ làm việc tốt, sau bao nhiêu năm gặp lại ông lại trở thành con người như vậy. Cơ hội mà ông cần ấy, ông vừa vứt đi rồi đấy. Tôi nói cho ông biết, dù ông có là người quyền cao chức trọng thì cũng không bao giờ được coi thường người khác. Dù họ có là ai, họ có là công nhân, nhân viên thì đều phải được nhận sự tôn trọng như nhau. Ở đời ấy, sống làm sao chừa cho mình một lối đi để sau này còn dễ gặp lại. <cười>
们在这里，在这里等你。